Những ngày qua, trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch rộ lúa hè thu năm 2021, nhưng do thiếu máy gặt nên nhiều hecta lúa vẫn chưa thể cắt được. Nhiều hộ dân may mắn thu hoạch xong vẫn không bán được hoặc bán giá thấp vì không có thương lái đến mua. Đó thì nó 120, bỏ cọc 120. Dạ. Tới chừng dịch quá rồi nó còn có 110. Nó xin mình hết 10.000 còn có 110 à. Còn là đầu tiên nha, còn nếu ngay cái lúc này thì còn có 102.000. Tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, ngành chức năng địa phương đang kêu gọi các phương tiện ngoài tỉnh như Sóc Trăng và Hậu Giang đến xã giúp nông dân thu hoạch lúa. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng thiếu máy cắt trong những ngày qua. Trên địa bàn xã Vĩnh Hưng thì tổng diện tích về xã là 1.898 ha. Thì đến nay thu hoạch là cơ bản khoảng 170 ha. Thì số lượng máy cắt trong xã là hiện tại là có 6 máy cắt. Ngoài xã đến địa phương là 7 máy, đồng thời là có một số máy cắt của các cái xã lân cận thì được khoảng 3-4 máy. Tuy nhiên do vụ hè thu tập trung đông keng, thu hoạch đông keng nên số lượng máy vào xã hiện nay là chưa đáp ứng. Và để đáp ứng các cái phương tiện máy cắt để cho người dân thì xã cũng đã chủ động kêu gọi các cái phương tiện ngoài tỉnh như là Sóc Trăng, Hậu Giang. Bên cạnh đó, các phương tiện ngoài tỉnh khi đến Bạc Liêu thu hoạch lúa phải thực hiện thủ tục xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 nên mất nhiều thời gian và chi phí. Số lượng lúa cắt không được nhiều do đã vào giữa vụ thu hoạch. Từ đó, nhiều chủ máy cắt ngoài tỉnh không mặn mà khi di chuyển ra ngoài tỉnh để thu hoạch lúa. Với điều kiện mà như hiện nay là máy cắt ngoài tỉnh muốn vào thì ít nhất là sau 2 lần xét nghiệm trong 3 ngày thì thực ra là 4 ngày thì mới có thể vào địa bàn. Thì với điều kiện hiện nay thì 4 ngày nữa vào địa bàn thì số lượng mà lúa mà họ sẽ vào cắt sẽ không nhiều. Do đó thì tính thuyết phục họ vào tỉnh sẽ rất là khó. Cái thứ hai, chi phí xét nghiệm cho 4 lần này đối với một máy. Như vậy với lực lượng lao động này thì tương đương khoảng trên 20 triệu đồng. Thì cũng cái khoản chi phí này tương đối cao. Trước thực trạng thiếu máy cắt phục vụ thu hoạch lúa cho nông dân, ngành chức năng huyện Vĩnh Lợi đã đưa ra nhiều giải pháp điều tiết máy cắt hiện có trên địa bàn. Nhờ đó, từ con số 76 máy cắt lúa giai đoạn đầu vụ thu hoạch, đến nay đã có trên 130 máy cắt lúa được huy động, 50% diện tích lúa của huyện đã thu hoạch xong. Huyện cũng tranh thủ các máy trên địa bàn xã rồi cũng như các huyện lân cận để qua giúp bà con trong cái việc thu hoạch. Bên cạnh đó thì cũng liên hệ với các huyện của thị xã Sóc Trăng, liên hệ các huyện của tỉnh Sóc Trăng rồi Hậu Giang mà các cái mối hàng năm làm ăn đó để vào địa bàn để giúp bà con thu hoạch kịp thời để hạn chế cái việc mà lúa chín rồi không thu hoạch được trong thời gian tới. Vụ lúa hè thu năm 2021 toàn tỉnh Bạc Liêu gieo xạ gần 59.000 ha, sản lượng ước đạt trên 346.000 tấn. Dự kiến thu hoạch dứt điểm vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Ngày 29 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã gửi công văn đề nghị các tỉnh như Hậu Giang và Sóc Trăng tạo điều kiện thuận lợi để cho người và phương tiện được di chuyển vào tỉnh Bạc Liêu phục vụ thu hoạch lúa. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh và địa phương tiếp nhận người và phương tiện hoạt động trong vùng xanh để vừa phục vụ thu hoạch lúa, vừa đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, ưu tiên hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cho người dân theo phương tiện thu hoạch lúa làm việc.